tôi 28 tuổi và tôi chưa lập gia đình. Sau khi tôi đọc bài viết về cây cỏ mẫu và tôi có nhu cầu mua cây cỏ mẫu về uống thay nước hàng ngày. Hiện tại thì tôi bị viêm xoang mãn tính. Cơ địa tôi rất là nóng, hay nổi mụn ở mặt, cằm, cổ và lưng. Chưa bao giờ cân nặng của tôi lên được 40 kg. Do đó tôi muốn tăng cân an toàn. Nhờ nhà thức tư vấn giúp tôi về cây cỏ mẫu, uống như thế nào và liều lượng ra sao, và có chống chỉ định với các thành phần hay là với bệnh khác hay không, dùng thường xuyên thay nước lọc thì có được hay không, và có gây tác dụng phụ hay không. Hiện tại thì tôi đang uống hà thủ ô và hoa cúc mỗi ngày. Xin tư vấn giúp tôi. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Cây cỏ mẫu hay còn gọi là cây dây mẫu là một trong những vị thuốc nam được sử dụng rộng rãi ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc nước ta. Theo kinh nghiệm của người vùng cao Tây Bắc thì cây cỏ mẫu là một vị thuốc bổ với nhiều tác dụng quý, như là giúp tăng cường hệ tiêu hóa, tăng hấp thu, bổ máu, dưỡng huyết và giúp tăng cân an toàn và hiệu quả cao. Bạn là nữ thể trạng nóng thì bạn sử dụng cây cỏ mẫu hàng ngày thay nước thì sẽ giúp tăng cân rất là hiệu quả. Bạn có thể yên tâm sử dụng cây thuốc này hàng ngày bởi vì nó rất là an toàn và đặc biệt là không gây tác dụng phụ. Ở vùng cao Tây Bắc thì người dân vẫn thường xuyên sử dụng cây cỏ mẫu để đun nước uống hàng ngày từ năm này qua năm khác, và đây cũng là bí kíp để tăng cường sức khỏe của người dân vùng cao. Nó lý giải một điều là người dân vùng cao tuy có cuộc sống khó khăn vất vả nhưng thể trạng và sức khỏe của họ lại rất là tốt. Liều dùng cây cỏ mẫu như sau: mỗi ngày 50g cây khô đun với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Hiện tại thì bạn đang sử dụng trà hà thủ ô và trà hoa cúc thì bạn vẫn có thể sử dụng cùng lúc với cỏ mẫu được bình thường. Cây cỏ mẫu là một vị thuốc quý và đây cũng là bí kíp để tăng cường sức khỏe, và rất là nhiều bạn đã áp dụng thành công trong thời gian qua. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.